Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ạ, hôm nay mình lại được bóc hộp tiếp ba con Beyblade nữa. Ở đây thì sẽ có một con ở giữa này, nó là Union Ashley, một trong số những con quay ở trong Beyblade GT4 này. Và một em nữa, đó là Master Divelock, cũng ở trong GT4 luôn. Và tiếp đến đó là Bing Bang Genesis. Và như hôm trước ấy, thì mình cũng đã bóc hộp mà cũng như là giới thiệu đến cho các bạn, đó là bốn phiên bản của GT4, gồm có đó là Shockman Shocker này, A-Dragon này và Bushin Ashinra. Hôm trước mình đã bóc rồi, và một con nữa đó là Jay Luino. Còn đấy thì mình mất hộp rồi, không còn vỏ hộp nữa. Và ở đây thì các bạn nhìn giữa hai cái vỏ hộp này, các bạn có thấy gì khác nhau không các bạn? Đúng rồi, nó rất là khác nhau các bạn nhé. Tại vì giữa hai cái này nó sẽ khác thương hiệu các bạn nhé. Cái này là Beyblade nhưng mà đây là thương hiệu Flammy này. Đó, các bạn nhìn đây này, đây, Flammy. Còn cái này là của Takaratomy các bạn nhé. Đó, giữa hai thương hiệu khác nhau. Thì hôm nay mình sẽ bóc cho các bạn xem cái những cái con quay đến từ thương hiệu Flammy này. Thì nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Nó có giống như những con quay đến từ Takaratomy hay không, và cái chất lượng sản phẩm của những con quay đến từ Flammy này nó như thế nào. Đó, đầu tiên mình sẽ bóc đó là Bing Bang Genesis đi. Đó, cái này qua quá trình vận chuyển thì hàng này là mình order bên nước ngoài về các bạn, vỏ hộp thì nó gọi là cũng móp méo khá là nhiều. Đấy, này là mình order trên Shopee này. Nếu bạn nào quan tâm cái này thì có thể kích vào cái link Shopee mình để phía dưới nhé, để các bạn tham khảo cái sản phẩm này. Được cái là giá nó rẻ hơn những cái con đến từ Takaratomy rất là nhiều luôn các bạn ạ. Còn chất lượng của nó thì mình phải xem xét đã, để xem nó như thế nào. Bing Bang Genesis. Ok, đầu tiên thì mình bóc ra nó sẽ có một cái tay quay kèm theo luôn các bạn, tay cái launcher kèm theo luôn. Launcher này, launcher mình có thể quay ngược hai bên được các bạn. Launcher này nhá, launcher màu đỏ. Launcher này mình có thể quay trái quay phải được. Đấy. Đây, này là cái launcher này, nó cũng có lẫy cài để mình quay trái quay phải được các bạn nhé. Một con quay đến từ thương hiệu Flammy Genesis. Ok, hết chưa nhỉ, còn gì nữa không? Đây, bỏ hộp ra đây. Đây các bạn, kèm theo ở trong hộp nó không có sách hướng dẫn đâu các bạn nhé. Này, không có sách hướng dẫn hộp này. Như những dòng GT4 của Takaratomy nó có kèm theo sách hướng dẫn sử dụng. Và đây nó có cái sticker này, đó, sticker của nó này các bạn. Và cái cách đóng gói những cái linh kiện của dòng này á, của Flammy này, nó Beyblade Flammy này nó cũng khác của Takaratomy luôn. Takaratomy thì các bạn thấy nó có đóng từng ngăn một và nó kéo dài giá này đúng không? Từng ngăn một, những cái này nó đóng vào một gói cụ thể thôi. Một trong một gói chung với nhau. Ok. Và khi mình bóc hộp ra thì đây, nó là phía bên trong của nó các bạn ạ. Ok, bao gồm có một cái driver này. Tiếp đến nó có một cái lõi này, lõi này được làm bằng nhôm và có hình ở trên này, đó là số 8 này. Đấy, và đây 1 2 3 4 5 6 7 8, đây có 8 cái khắc, họ khắc nổi lên đây này. Đấy, đây là cái lõi của nó, cái lõi này mình thấy nó mỏng nhẹ hơn này. Tiếp đến đây là một cái vòng mà vừa được thiết kế để tạo cho cái con Genesis này không bị nổ các bạn ạ. Đấy, một cái vòng kiểu này. Đó, cái vòng này mình không biết là gọi là vòng gì nữa. Chợ nó nằm ở trên cái vòng chiến đấu ấy. Đó, và trên đây là cái phần mặt nạ cũng như cái lõi của nó này các bạn. Mặt nạ cũng như cái vòng chiến đấu của nó. Này, để xem có gỡ được ra không nhỉ. Đây, nó có hai cái búa này các bạn. Đây, hai cái búa nhôm dao này. Cái này có thể kéo ra kéo vào được này. Đây, hai cái đầu búa này. Đấy, đây là mặt ngoài của Bing Bang Genesis thương hiệu Flammy. Đó, cái này không phải của Takaratomy đó các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn xem.
Này không biết gỡ được cái này ra không ta? Con này thì không gỡ được cái mặt nạ ra đó các bạn nhé. Cái phần mặt nạ trên này không gỡ được ra. Cái này mình sẽ lắp vào đây. Như thế này các bạn. Đó, ấn vào. Nó khá là chắc chắn đấy các bạn. Và mình lắp vào đây. Như vậy. Con này được cái là nó có thể xoay tròn này các bạn. Đó, nó xoay tròn luôn. Này xoay tròn luôn. Đây là phần đế của nó này. Mình sẽ gắn vào. Đó, con này nó xoay tròn được. Đấy, nó xoay tròn vòng tròn luôn. Nó không có điểm dừng để mình tháo ra đâu nhé. Đấy. Cái này thì nó con này cái tay quay này nó cũng y chang như tay quay của Beyblade luôn các bạn. Mình có thể sử dụng thoải mái cho nhau được các bạn nhé. Nó cùng một cỡ luôn. À không rơi. Nó không rơi các bạn. Cái tay này hơi khó rơi. Không rơi luôn. Ok. À, mình sẽ bóc tiếp bên đó là Union Ashley. Đấy, con này là phiên bản Flammy. Đó, B150. Đấy, con này là ok, rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đây thì mình bóc ở trong hộp này, mỗi cả hai hộp đều có cái tay cầm kèm theo, cái launcher luôn. Hai cái launcher này giống nhau này các bạn. Đấy, khá giống nhau luôn. Mình sẽ đặt ra đây luôn nhé. Đây là linh kiện của nó này. Có gì nữa không ta? Đây rồi. Có ngoài cái lao chơi ra thì nó còn có thêm một cái bộ sticker này các bạn. Bộ sticker này có vẻ nhìn nhiều hơn này. Đó. Họ đóng một gói như nhau luôn. Đó. Union Chili này nó có một cái mặt nạ này. Này một cái mặt nạ này các bạn. Cái phần mặt nạ này thì họ làm nó không được trơn tru lắm các bạn ạ. Chỗ này mình thấy nó hơi bị còn lại nhiều cái phần gờ và nó không được bóng lắm này. Phần này này. Là một cái lõi này. Lõi Beyblade này. Lõi này thì nó có nhựa và cái vòng nhôm này kèm theo. Nó gắn chắc vào đây luôn. Tiếp đến là một cái diver, một cái đế của nó này. Cái phần đế này thì nó có thể thay đổi được từ phòng thủ tấn công đấy và cân bằng. Nó như này này, đấy, mình có thể kéo lên kéo xuống này, các bạn nhìn này. Đó, rồi kéo này. Và kéo lên và mình xoay này. Cái này này nó sẽ sang từng cái này, cái phần đế này có phần đế nhỏ trong này này, nó sẽ tụt xuống này, tụt tiếp này đó. Và khi mình chuyển qua chế độ phòng thủ thì mình sẽ xoay ngược lại này, cái đế này nó lại thò lên đó, các bạn thấy không? Này đây là Union Achille. Tiếp đến nó sẽ có cái vòng chiến đấu này đó, cái vòng Beyblade đây nó cũng có in chữ GT nhé, khá là đẹp. Đây nó cũng có hai cái lưỡi cài này. Đó, hai cái lưỡi cài để cài cái phần loại nhỏ cũng như là cái phần mặt nạ nó vào. Đó, nhưng mà cái này mình thấy nó hơi lỏng các bạn. Tiếp đây nó sẽ có một cái loại nhỏ kèm theo phía dưới mặt nạ này, là kiểu như hình số 8 này. Đấy. Và một cái này nữa, một cái vòng chiến đấu nằm ở phía trên cái mặt nạ này nữa. Đó, mình lắp vào nó sẽ như thế này. Nắp cái phần mặt nạ này vào. Cái phần này mình thấy nó hơi lỏng các bạn, nó không được chắc lắm. Bình thường như cái dòng GT kia thì nó vào nó ở đây tạch một cái là nó vào, nhưng mà cái này mình đẩy vào nó vẫn như thế, nó không có cái độ này, gọi là nó rất là lỏng đấy các bạn này. Tự do di chuyển luôn. Đây và Union Achille đây các bạn. Và đây là cái phần sticker của nó. Mình sẽ dán vào. Cái dán sticker vào nhìn nó cũng khá là đẹp đó. Tiếp đến sẽ là Master Die Block. Đó, cũng là Flammy luôn. Khi mình mở hộp ra thì ở đây nó sẽ có một cái tay cầm các bạn.
tay launcher này màu đen, và nó cũng không khác, cái kiểu dáng thiết kế nó y chang như cái tay hai cái tay cầm trước các bạn, nó giống nhau, khá là giống nhau luôn. Mình xem bên trong này nó có những gì nào. Ok, và đây là nó có một cái, cũng có một cái bộ sticker kèm theo đó các bạn. Và đây là Master Dive Lock. Nó cũng có một cái phần mặt nạ này, mặt nạ rời này. À, một cái bộ vòng chiến đấu này. Cái này nó khá là nặng luôn các bạn. À, cái này thì mình thấy có vẻ là cái lẫy này nó hơi chắc hơn cái kia, chắc hơn con Union Achille này. Này sẽ chắc hơn nhé. Đấy, cái kia thì mình thấy hơi lỏng lẻo. Con này đặc biệt thì con Master Dive Lock này nó có thể lắp hai mặt như nhau các bạn nhé, nó quay thuận và quay ngược được. À, tiếp đến đó là cái phần lõi. Phần lõi của nó đi gắn liền với cái phần đế luôn các bạn nhé, gắn liền với cái diver của nó luôn. Ở đây nó có một cái chấm tròn nhô lên để tạo cái độ cân bằng cho con quay. Khi con quay nó bắt đầu nó được thả không tiếp xúc xuống bàn đấu. Và một cái lõi nhỏ nhỏ này nữa, rất là nhỏ luôn ấy, bằng ngón tay của mình luôn. Đấy. Con này mình có thể lắp được hai bên các bạn nhé, quay thuận hoặc quay ngược được. Đóng vào, cái này mình thấy nó chắc chắn hơn này các bạn. Con này mình có thể lắp hai chiều khác nhau được. Đấy, đây là chiều quay thuận này. À, đây là mình đang để là để chiều ngược các bạn, để ngược ngược thì mình phải đổi cái đang chiều thuận mình phải đổi cái tay này lại đấy. Đây. Đó. Còn như con này thì nó là chiều thuận sẵn rồi, mình chỉ việc cho vào đây là mình thả thôi. Đấy. Union Achille. Con này thì này thì mình có thể đổi sang chiều ngược được các bạn nhé, mình lật mặt lại. Cái này hơi khó gỡ ra các bạn, nó không. Này mình có thể đổi sang bên này. Đó, đây là mình chuyển sang chiều ngược các bạn nhé, thì mình lại phải đổi cái tay này lại sang chiều ngược, sang chiều ngược kim đồng hồ. Đấy. Đó, này nó sẽ chuyển thành quay ngược các bạn. Đó, khá là ok đó. Đó, và đây là cái bộ sticker của nó, mình sẽ dán vào nhưng mà chưa biết dán vào đâu đây. Đó, mình xem trong này nó sẽ dán như thế nào. Cái này thì cái phần hộp của nó mình đặt hàng này nó bên nước ngoài gửi về các bạn ạ. Nó móp méo hết rồi nhưng mà bên trong này nó không ảnh hưởng gì nên vẫn là ok. Sticker này nó không phải dán ở trên con Master Dive Lock này đâu, mà nó dán ở cái đây cơ các bạn ạ. Đây, dán vào cái launcher mới đều chứ lại. Ok, đó, mình dán vào nhìn nó, cái tay cầm nhìn nó đẹp lên khá là nhiều các bạn. Và mình đã bóc hộp xong ba con Beyblade của GT4, và đây là cái phiên bản Flammy, phiên bản này hàng real. Đây là ba con khi mình đã bóc này các bạn, nếu mà để ý thì các bạn thấy cái độ hoàn thiện của nó như nào. Còn như mình cầm thực tế trên tay là mình thấy cái chất liệu nhựa này cũng như là cái độ hoàn thiện của nó cũng khá là ok các bạn ạ. Nó được làm từ chất liệu nhựa và kèm theo đấy là có nhôm nữa, nhựa và nhôm đi với nhau thì mình thấy nó cũng khá là chắc chắn nhé các bạn nhé. Rất là nặng luôn. Đây là con Jockman Soccer hàng chính hãng Takaratomy này các bạn. Nó thì nói chung thì mình nhìn cái phần nhựa này này thì nó cũng 1910 với nhau các bạn, nó đều là cái dòng nhựa gọi là gần như là trong suốt, không có sơn. Ở những cái phần màu này thì nó họ sơn này, nhưng mà cái độ bền màu thì mình không biết là giữa hai con này nó giữa hai cái thương hiệu này ấy, giữa một cái là hàng real và một cái hàng chính hãng thì cái nhựa con nào nó sẽ ok hơn. Và là cái độ hoàn thiện của nó mình thấy nó cũng không thua kém so với cái hàng chính hãng là mấy đâu các bạn. Nó như quan trọng là không biết là cái phần họ sơn ở đây này nó có bền màu hay không cơ. Nói chung thì về cái độ hoàn thiện mình thấy khá là ok. Và được cái nữa là cái giá tiền của nó rất là chênh lệch nhau các bạn nhé.
Còn nó chênh lệch nhau như thế nào thì các bạn có thể vào tham khảo cái link mình để phía dưới nhé. Mình để cái phần link cho các bạn tham khảo cái giá của nó phía dưới nhé, để các bạn biết cái độ chênh lệch giá của hai cái thương hiệu này nó như thế nào. Như hai cái con quay, một là hàng real, một là hàng chính hãng đây. Bây giờ thì có hàng real và hàng chính hãng rồi, còn chần chừ nữa mình sẽ thử đấu một vài trận xem các bạn nhé. Một bên là hàng Flammy, một bên là của Takratomi. Đây là Union Achille, con này là Jockman Soccer. Mình sẽ đấu xem con nào sẽ mạnh hơn các bạn ạ. Bắt đầu nào. 3, 2, 1, Baylet bùng nổ sức mạnh. Knock out. Baylet knock out. 2 điểm. Jockman Soccer thắng. Jockman Soccer đã được 2 điểm nha. Ai lên 4 điểm là thắng. Đổi lại nào. Tiếp tục. 3, 2, 1, bê lên bùng nổ sức mạnh. Đập bê lên đập ao. Hòa. Cái này trận này hòa. Đấu lại hiện trận cuối cùng nào. 2 đều. Đập ao cả luôn mới gớm như gì nhỉ. Nào, trận cuối cùng để phân thắng bại nào. 3, 2, 1, bê lên bùng nổ sức mạnh. Achille thắng. Wow. Achille thắng. Knock out luôn các bạn ạ. Dốc mà soccer tung hết này. Union Achille thắng các bạn ạ. Tiếp đến đó sẽ là Bushin Asinra đấu với Bình Bang Genesis. Bắt đầu. 3, 2, 1, B lên bùng nổ sức mạnh. Có vẻ Bình Bang Genesis đang bị Asinra đánh bay ra khỏi vị trí trung tâm để phòng thủ, và Bình Bang Genesis đang giành lại vị trí trung tâm để phòng thủ, và hai loại phòng thủ đang đánh nhau rất quyết liệt. Bởi vì lên đậu ao các bạn ạ. À. Hai điểm cho Bushin Asinra. 3, 2, 1, B lên bùng nổ sức mạnh. Bình Bang Genesis đang tiến vào vị trí trung tâm, và không Asinra để Bình Bang Genesis ra. Và Bình Bang Genesis đang tấn công liên tục và tấn công. Và không Asinra thắng. Vậy là 3. Sau 2 trận thì đã 3-0 dành cho Bushin Asinra. Đó, vậy là Bushin Asinra thắng các bạn nhé. Tiếp đến đó sẽ là A Dragon đấu với Master Dive Block. 3, 2, 1, B lê bùng nổ sức mạnh. Vậy là Master Dive Block này dừng sau. Master Dive Block thắng các bạn ạ. Còn Master Dive Block này nó có cái phần đế nó có thể kéo tụt được vào này các bạn. Rất là hay. Ok, và trận thứ hai này thì mình sẽ xem nào. Một không cho Master Dive Block. 3, 2, 1, B lên bùng nổ sức mạnh. Ok, vậy là A Dragon đã gỡ lại được một điểm các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đổi cho con A Dragon này sang cái vòng màu đỏ này các bạn. Đây là trận cuối cùng, mình sẽ chuyển sang cái vòng màu đỏ này để tấn công các bạn ạ, cho A Dragon đấu với Master Dive Block. Tấn công nào. Bắt đầu. 3, 2, 1, B lên bùng nổ sức mạnh.
Ok, vậy là Master Dive Vlog đã thua và Aragon của mình đã thắng các bạn ạ. Mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Và các bạn đừng quên đó là like, đăng ký cũng như là chia sẻ video này để mọi người cùng xem cũng như ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.